Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu khăn khá là dễ đan. Và điểm hay của khăn này đó là các bạn đan thì sẽ được hai mặt đều giống nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt mũi. Về công thức bắt mũi thì các bạn sẽ bắt số mũi chia hết cho 4, sau đó cộng thêm 2. Ở đây mình sẽ lấy số mũi là 4 nhân với 6 là 24, sau đó cộng thêm 2 là 26 mũi. Vậy bây giờ mình sẽ bắt 26 mũi để làm mẫu cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn chừa một đoạn len thừa ra để chúng ta bắt này. Các bạn đưa phần len thừa sang bên trái như thế này, sau đó gập xuống này. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng kim đan gảy sợi giữa này lên và kéo, chúng ta được một nút thắt như thế này. Sau đó các bạn cho tay vào giữa này, tách hai sợi len ra. Cái nút thắt này thì tính là mũi đầu tiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt mũi thứ hai. Hai này. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Ở đây mình đã bắt xong 26 mũi. Bây giờ mình sẽ đan phần rìa của khăn. Về tác dụng của cái phần rìa của khăn thì mình cũng đã nói rất nhiều trong video, các video trước, đó là làm cho cái khăn của các bạn nhìn sẽ đứng dáng hơn. Thì phần rìa chúng ta lại làm quen thuộc, đó là chúng ta lại đan một mũi xuống, một mũi lên. Sau đó hàng thứ hai cũng tương tự. Đầu tiên các bạn đâm mũi xuống này, vòng len này, lấy mũi lên, chúng ta đã được mũi xuống. Tiếp theo các bạn vắt dây lên, đâm mũi tiếp theo theo chiều lên, vòng dây này, lấy mũi ra, sau đó lại vòng dây xuống, đâm kim theo chiều xuống mũi tiếp theo, lấy len lên. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục như thế, cứ đan một mũi xuống một mũi lên cho đến hết hàng. Ở đây mình đã bắt xong 26 mũi. Bây giờ mình sẽ đan phần rìa của khăn. Về tác dụng của cái phần rìa của khăn thì mình cũng đã nói rất nhiều trong video, các video trước, đó là làm cho cái khăn của các bạn nhìn sẽ đứng dáng hơn. Thì phần rìa chúng ta lại làm quen thuộc, đó là chúng ta lại đan một mũi xuống, một mũi lên. Sau đó hàng thứ hai cũng tương tự. Đầu tiên các bạn đâm mũi xuống này, vòng len này, lấy mũi lên, chúng ta đã được mũi xuống. Tiếp theo các bạn vắt dây lên, đâm mũi tiếp theo theo chiều lên, vòng dây này, lấy mũi ra, sau đó lại vòng dây xuống, đâm kim theo chiều xuống mũi tiếp theo, rồi lấy len lên. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục như thế, cứ đan một mũi xuống một mũi lên cho đến hết hàng. Mình đã đan hàng thứ nhất của phần rìa khăn xong. Tiếp theo mình sẽ đan hàng thứ hai của phần rìa khăn. Hàng thứ hai chúng ta lại làm giống như hàng thứ nhất, đó là chúng ta vẫn đan một mũi xuống một mũi lên cho đến hết hàng.
nhưng mà để khăn đẹp hơn thì bắt đầu từ hàng thứ hai trở đi, mũi đầu tiên mình sẽ đâm kim xuống và nhấc ra chứ mình không đan mũi xuống. Sau đó nhấc ra lên, đan mũi lên này. Rồi đây chúng ta vẫn đan mũi xuống bình thường. Mình nhấc lên lên, đan mũi lên. Đan mũi xuống này. Các bạn lặp lại hàng thứ nhất và hàng thứ hai, nói chung là đều là đan mũi xuống mũi lên. Phần cho phần dưới khăn các bạn đan khoảng 10 hàng, hoặc nếu các bạn sử dụng len to như mình thì các bạn có thể đan 5 hàng 4 hàng, tùy theo sở thích của các bạn. Ở đây mình đã đan xong 4 hàng của phần dìa khăn. Như mình đã nói thì tùy theo sở thích các bạn có thể đan nhiều hàng hơn nếu các bạn muốn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đan một phần họa tiết chính. Và đầu tiên của phần họa tiết chính các bạn làm như sau. Mũi đầu tiên các bạn đâm kim xuống, sau đó nhấc ra như này. Tiếp theo các bạn cầm kim phải đâm vào mũi thứ hai ở bên cây đan trái, mũi thứ nhất, mũi thứ hai đây, đâm theo chiều xuống thì chúng ta đan xuống ấy, đâm như cách chúng ta đan xuống này. Sau đó các bạn vòng dây giống như chúng ta đang đan xuống, lấy mũi lên này, nhưng mà các bạn chưa tuột mũi vội, các bạn lại dùng kim phải đâm lại theo chiều xuống vào cái mũi thứ nhất lúc nãy chúng ta chưa đâm. Đây, chúng ta đâm vào đây, chúng ta lại đan mũi xuống giống như bình thường, lấy mũi lên như này, rồi sau đó chúng ta mới tuột hai cái mũi ở đằng sau này ra. Đó, rồi tiếp theo các bạn cắt dây lên, đan hai mũi lên như bình thường, một mũi lên này, hai mũi lên. Sau đó các bạn đâm kim xuống và lại lặp lại cái mũi mũi đan chéo ở đây. Thực ra đây cách chúng ta vừa làm ở hai cái mũi xuống này đó là đan vặn thừng hai. Nếu mà các bạn dùng kim vặn thừng lấy từng mũi ra một thì kết quả cũng ra giống như này, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm không cần kim vặn thừng là nhanh hơn. Rồi tiếp các bạn lại đâm kim xuống vào mũi thứ hai này, vòng dây lấy len lên, sau lại đâm kim vào mũi thứ nhất, vòng dây lấy len lên, tuột hai mũi bên này ra. Đó, sau đó các bạn đâm kim lên, bắt dây lên, rồi đâm đan hai mũi lên như bình thường, vắt dây xuống, đan mũi vặn thường hai, vắt dây lên, đan hai mũi lên, rồi kim xuống, đan mũi vặn thường. Rồi các bạn cứ làm như vậy cho đến hết hàng. Ở cuối hàng thứ nhất của phần họa tiết, sau khi các bạn đan xong hai mũi lên này, chúng ta sẽ còn thừa một mũi ở đây. Thì mũi này nó chính là mũi rìa, và mũi đầu tiên chúng ta lấy ra cũng là mũi rìa. Mũi này chúng ta sẽ đan vào mũi lên. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đan hàng thứ hai. Và mình cũng nói luôn là cái mũi cuối cùng của tất cả các hàng đan từ bây giờ đều là mũi lên. Và mũi đầu tiên thì lúc nào chúng ta cũng đâm kim xuống và nhấc ra thôi. Đây là mũi thứ hai, các bạn làm như sau. Đầu tiên này các bạn vẫn đâm kim xuống, nhấc len ra. Sau đó các bạn làm giống y hệt hàng một chúng ta vừa làm, đó là đan hai mũi vặn thừng. Chúng ta làm mũi vặn thừng đôi giống như chúng ta vừa làm này, rồi lại nhấc kim lên, đan hai mũi lên, nhấc len xuống này, lại đan vặn thành đôi tiếp. Nói chung là giữa các mũi vặn thành đôi thì chúng ta đều phải đan hai mũi lên bình thường.
1, hàng 2 của phần họa tiết chính thì giống nhau hết. Và mũi cuối giống như mình nói lúc nãy, chúng ta vẫn luôn là đan lên. Rồi, tiếp theo thì để kéo dài cái khăn ra thì các bạn chỉ việc lặp lại hàng 1, hàng 2 mà chúng ta vừa làm. Thực ra là lặp lại hàng 1 bởi vì hàng 2 nó cũng giống như hàng 1 thôi. Các bạn cứ đan như vậy cho đến khi đạt được độ dài mong muốn. Đây là khăn sau khi mình đã đan thêm nhiều hàng hơn. Các bạn có thể thấy là họa tiết nổi rất là rõ. Và họa tiết của chúng ta thì ở mặt trái hay mặt phải thì đều giống nhau. Đây, họa tiết trái phải đều giống nhau hết. Và kiểu khăn này thì chúng ta đan thì nó sẽ rất là dày và ấm, và cũng đơn giản nữa. Cho nên là những bạn nào mới đan thì các bạn hoàn toàn có thể đan kiểu khăn này. Bước tiếp theo các bạn cần làm sau khi đạt đến độ dài mong muốn thì các bạn đan lại cái phần rìa khăn ở bên kia khăn để cân bằng. Các bạn nhớ là bên này các bạn đan số hàng phần rìa khăn là bao nhiêu thì bên kia cái số hàng rìa khăn nó cũng phải giống bên này. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn một kiểu đan nữa. Chúc các bạn thành công. Các bạn nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể hỏi mình ở comment bên dưới, hoặc các bạn có thể vào Facebook của mình sẽ để link ở trong phần mô tả. Tạm biệt các bạn.